Cái này là không rút sợi nha. Mặc dù là kim tuyến nhưng không rút sợi nha. Mình cào này thoải mái luôn, mọi người nghe tiếng soạt mình cào không ạ? Nó rất là dai luôn, nghe tiếng không ạ? Đấy, rất là dai nha. Dạ pha sợi kim tuyến nhưng sờ lại không thấy dặn. Pha cái sợi kim tuyến này nó rất là mềm, màu ánh kim tuyến thôi nhưng mà lại không dặn nha. Cái này không hề dặn một tí nào luôn, rất là mềm. Có độ thở nhẹ, có độ giãn thở nhẹ cho nên cái này mặc cử động dễ chịu. Cũng là chất dạ, dạ tuyết nhưng mà dai không rút sợi nha. Không phải tất cả, không phải loại kim tuyến nào nó cũng dễ bị rút sợi. Nên là khi mà mình đi mình lấy ấy, thì những cái loại nào mà cảm thấy an toàn mình mới lấy nhá. Còn không an toàn bản thân mình cũng thế, mình rất là sợ.